Hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn là đầu tiên xem video dẫn các dự án này đó trên kênh của mình thì mọi người bố trí thời gian cho mình nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thưa các bạn, trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này đó đến từ Living Front ăn chia 10 triệu token LGT mọi người nhé. Trong phâu tổng phâu là 10 triệu nhé. Và ở đây chúng ta sẽ ăn chia 5 triệu token LGT. Giá trị tương đương là 100.000 đô mọi người nhé, dành cho tất cả mọi người. Để tham gia kèo này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sẽ hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu glam.io. Và đây các bạn follow kênh Twitter là nhiệm vụ đầu tiên. Bạn follow Twitter mình. Ở đây các bạn theo dõi này. Ok. Sau đó các bạn kéo xuống bài đăng, các bạn có thể like và retweet lại bài post này. Có khá nhiều người tham gia rồi mọi người nhé. Rồi quay trở lại đó, tích cho con tin. Tiếp tục retweet lại bài post này. Ok. Giao vào kênh Telegram. Nếu các bạn kênh Telegram của các bạn đã đầy rồi thì các bạn cần thoát bớt một số nhóm nhé. Ở đây mình giao vào xem đã đầy nhé. Rồi này, đây kênh của mình đã đầy rồi, mình thoát bớt một số nhóm này. Các bạn kiểm tra xem những cái nhóm nào không cần thiết các bạn có thể thoát. Hoặc là những cái nhóm AirDot nào nó đã phân phối token, hoặc là scam, squid thì mọi người cũng có thể thoát ra. Cũng không biết là nhóm nào đã đầy đã. Những cái nhóm nào không hoạt động thì cũng không hoạt động khá lâu rồi thì mọi người có thể thoát ra luôn nhé. Rồi. Bấm repost. Ok, bấm join. Sau đó tích vào tôi không phải người máy đây nhá. Rồi, chat cho mình từ đây. Ok, tiếp tục quay trở lại iOS, tích vào con tin. Giao vào kênh Discord luôn. Và cần phải verify mọi người nhé. Vào đây bấm vào chấp nhận lời mời này. Rồi, tìm đến biểu tượng này, mọi người verify cho mình. Ok. Đã xong cái sang phải này. Đã xong, quay trở lại iOS, tích vào con tin luôn. Rồi địa chỉ ví. Ở đây các bạn sao chép địa chỉ ví mạng lưới BSC của mọi người. Các bạn có thể dùng địa chỉ ví mạng lưới BSC ở trên ví Trust hoặc ví Wallet, Trust Wallet hoặc ví MetaMask nhá. Ở đây mình sẽ dùng ví Trust Wallet vậy. Bấm vào Binance.exchange, bấm vào chữ nhận, sau đây bấm sao chép địa chỉ ví. Ok, quay trở lại Telegram, quay trở lại biểu mẫu glam.io. Gửi địa chỉ ví vào đây, sau đó bấm continue. Và tiếp theo là visit website. Bấm click này, sau đó quay trở lại luôn. Tích vào con tin. Và cuối cùng mọi người sẽ có một cái link red để mọi người giới thiệu bạn bè và người thân để tham gia dự án này đó này. Cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn mọi người những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại mọi người.